Mỗi người chúng ta quý vị coi, nếu cuộc đời đi đến thế gian này mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì phải chịu khó, chịu cực, đúng không? Nó bao nhiêu lần những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, bao nhiêu lần những đức tu mà gặp những sự cố thử thách không tưởng tượng được. Quý vị coi người ta, như người ta bình thường người ta nghỉ đi chiều người ta đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, đi lên đây nói chuyện với quý vị làm cái gì? Bật âm thanh lên cái gì cho cả đại chúng quý vị lại le lưỡi quý vị luôn. Còn cái ông bên kia ông ngồi bên, ông nằm bên, ông qua đây làm gì bên đây? Cực khổ gì làm cái gì bên đây? Như những đức cũng biết cách thì bây giờ quý vị về đây, có nhiều người muốn gặp những đức lắm chứ. Những đức đi trường cái mặt này ra cho quý vị gặp chi? Chờ tới giờ cuối ra nó quý hơn. Trời, làm trở mình trở thành một cục mồi thèm á. Người ta quý mình, người ta phái mình á. Mình phải làm sao cho người ta không gặp được mình. Khi mình xuất hiện một cái là chậu gặp lại. Tôi dẹp nhất những cái việc này, tôi dẹp sạch hết luôn. Không bao giờ tôi cho tôi thành ra một cái hạng người mà nghĩ như vậy luôn. Tại vì mình là kẻ phàm phu, mình không có thể nào mà chịu nổi cái việc mà người ta quá cung kính mình. Nên người nào mới là cái người đạt được tiêu chuẩn, được cung kính mà quý vị được lợi ích? Là người mà tám loại gió không bị dao động, được mắt khen chê vinh nhục khổ vui. Người phải vượt qua tám loại gió này thì quý vị được quyền khen họ. Còn người mà bị tám loại gió này câu thúc, càng khen họ là càng hại họ. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có nói một câu nói rằng, có khi quý vị khen người mà còn hại người hơn là quý vị gây la người. Nên từ nơi đó mình là hại người gì? Mình là kẻ phàm phu tục tử. Cái người chỉ là cạo đầu đắp y nhưng thật sự tâm phàm phu. Như vậy thì làm sao mà được bao nhiêu người tán thán mà làm sao không dính mắt được, hiểu không? Nên quý vị về đây bị coi những đức có khi đi vòng vòng, đòi cái nón kết đi vòng vòng coi số việc. Nó ai mà không thấy. Rồi lên tu với quý vị bao nhiêu thợ. Tại vì sao? Vì tin vào cái pháp môn tịnh độ này, tin vào cái dụng công, tin vào cái tạo âm đức, thì mình mới làm tất cả việc trong Phật giáo có thể làm được. Còn nếu như không tạo chân thật ra thì nhất định khi gặp sự cố một khoát nó sạc một cái, giống như xây nhà trên cát biển đông vậy, nó sạc một cái là bứt luôn quý vị. Thì cuộc đời những đức cũng vậy thôi, sớm muộn gì cũng gặp một cái đại kiếp nạn đến với mình thôi. Nhưng mà dù cái cỡ nào đi chăng nữa, những đức vẫn là người niệm Phật. Ở đâu những đức cũng niệm Phật. Tại những đức đã đặt một cái tư tưởng trong tâm mình là nhất định cuộc đời này của mình phải niệm Phật. Vì cái pháp môn tịnh độ này không có bỏ được. Bỏ cái môn niệm Phật này thì cuộc đời này quý vị đừng có mong mà quý vị một đời này được giải thoát mất công đó đi. Chỉ đúng pháp môn niệm Phật này, nếu ai mà cảm thấy rằng cuộc đời này quá khổ mà muốn một đời này giải thoát thì chỉ có đúng pháp môn niệm Phật này mới giúp cho chúng ta một đời này được giải thoát. Nhớ nghe quý vị, đây là tâm huyết á. Chương trình nó cũng sắp sửa đi vào ốp mé kết thúc rồi đó. Nên từ nơi đó mà đưa những tâm huyết cực kỳ mạnh cho quý vị nghe, để mà đi về mà áp dụng phương pháp tu á. Chỉ cần sáng tối dụng công tu cả ngày, bấm số niệm Phật, dù có làm việc Phật sự gì lớn lao nhưng phải dụng công tu kìa. Chứ không dụng công tu, tất cả cái Phật sự toàn là ma sự không đó trời. Quý vị có xây 100 ngôi chùa như vua Lương Võ Đế đi chăng nữa thì tổ sư Đạt Ma vẫn nói không có một chút công đức nào chứ không nghe hả? Chứ đừng có nói ai mà làm hộ pháp được như vua Lương Võ Đế không? Ông vua biết tu, ông vua thích hộ trì Tam Bảo, ông vua thích giúp cho người xuất gia. Ai làm như vua Lương Võ Đế nổi bằng vua Lương Võ Đế? Cả cái việc ông khuyên người dân ăn chay thôi là cái việc không ai bằng ông rồi đó. Như vậy đó mà tổ sư Đạt Ma gặp ông nói một câu, ông có một chút công đức nào chứ? Không có một chút công đức nào chứ? Chứ đừng có nói như chúng ta cúng dường chút, xây mấy ngôi chùa, rồi làm một số việc. Việc này khỏi cần nói tới công đức đi. Nếu như thật sự không dụng công tu, cái công đức là cái gì quý vị? Cái công đức là tất cả các việc quý vị làm, quý vị đừng cho nó là lớn lao vậy thôi. Dù có cho nó là lớn lao cũng là vì người mà cho, chứ đừng có ở trong tâm của mình. Thì đó là công đức đó. Mà muốn thật sự có công đức thì chỉ có một câu Phật hiệu là công đức thù thắng nhất. Có những cái việc quý vị làm lớn lao vô cùng, quý vị cho rằng quý vị làm việc này quá lớn lao, nhưng cái người hướng dẫn quý vị, người ta cũng tán thán quý vị,
đây là làm việc lớn lao, đúng không? Vì sao? Vì mình là phàm phu. Thà khen đại một tiếng còn ngon hơn là chê họ mà họ không lạ. Thà cho họ một miếng phước họ lên cõi trời hoặc làm người nữa còn ngon hơn. Hơn là mình không khen họ, họ nghỉ làm luôn, đi đọa lạc luôn. Thôi khen họ tiếng đại đi. Nguyên lý là như vậy thôi. Còn chúng ta làm cái việc gì lớn lao trong khi đời này không được giải thoát. Không có việc gì lớn lao trong cuộc đời này bằng cái việc mà chúng ta giải thoát cuộc đời này chứ. Cái việc quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta là cái chuyện giải thoát đó, hiểu không? Cái việc phải gầy dựng cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ không phải là tất cả những cái việc đi vòng vòng tam quắc, làm việc này việc kia mà tứ tung mà không lo tu. Nó có những người thì biết rằng là đi chỗ này đi chỗ kia, đi cầu siêu, đi chỗ này đi chỗ kia, đi giúp cho hương linh. Những đức nói với vị, biết vị điên thời gian đi, rồi quý vị Iran hương linh luôn. Tại vì sao? Tâm nghĩ sự thành. Không tin hả? Đi thời gian đi rồi sẽ biết. Quý vị điên thời gian đi rồi quý vị nói chuyện không còn bình thường nữa. Tại vì cái tâm quý vị đặt ngay hương linh thì quý vị sẽ nói chuyện mù mờ, người ta thấy quý vị không bình thường chứ sao? Tại sao tôi tu mười mấy năm mà tôi trở thành con người bình thường? Tại vì tôi không có đặt vào vị trí đó, tôi nhìn con người tôi thấy con người. Tôi biết có hương linh, tôi biết có những người chết vô siêu, tôi biết điều này tôi tin 100%. Nhưng tôi chỉ là lo tu, rồi làm một số việc rất nhỏ như việc đó thôi. Còn cái việc mình lo tu mới cầu siêu cầu an cho người ta. Còn mình không an, tâm mình không siêu, làm sao cầu an cầu siêu cho người ta? Nó nên tự mà người nghe đạo suy nghĩ đi, hiểu không? Nó nên quý vị nói rằng khi cặn tử nghiệp một con người đến, một con người này chết rồi đi lại khai thị nói này nói kia, quý vị nói như vậy là hay hả? Tầm bậy. Trời ơi trời, nếu nói như vậy là hay thì tại sao Ấn Tổ không để là một lời khai thị? Nếu nói như vậy là hay như vậy 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông sao không có một vị nào để là một lời khai thị hết? Đại lão Hòa Thượng Tịnh không để là một lời khai thị luôn. Vì sao? Thì biết vì sao không? Không để là lời khai thị mà con người bây giờ mỗi người còn một cách khai thị. Nếu tổ sư mà còn để lời khai thị thì họ còn cỡ nào nữa quý vị? Quý vị không tin, trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm mà. Khi quý vị khai thị bao nhiêu câu hay trong cái người chết này, nhưng họ sẽ không tiếp nhận được một câu nào cả. Tại vì quý vị nói quá nhiều, họ đã tạp đầy trong đó rồi. Mà khi một người chết rồi thì cái cảnh giới của họ là cảnh giới giống như là sương mù vậy đó. Mù là không thấy, hiểu không? Điếc là không nghe, hiểu không? Chết rồi là mù không thấy, điếc không nghe, mờ hoàn toàn. Quý vị nói quá trời nói luôn, quý vị nói là quý vị nghe, quý vị nói cho cái người sống nghe. Còn cái người chết này họ không có nghe được cái gì hết trơn á. Nên tại sao tổ sư nói một câu Phật hiệu là thù thắng? Vì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chỉ cần một câu đó nó lọt vào A-lại gia thức của người chết này thôi. Chỉ cần một câu lọt vào thôi thì tức khắc câu Phật hiệu này nó sẽ lan tỏa đều tất cả những tế bào và linh thức của người này, tự nhiên nhờ câu Phật hiệu này mà tỉnh liền. Chỉ cần một câu Phật hiệu khai thị thôi, chỉ cần một câu A với đạo Phật lọt vào A lại gia thức thôi, một câu thôi là hóa giải tất cả nghiệp chướng. Tin không? Không tin hả? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, mà không tin. Trời ơi trời, tôi tin 100% luôn. Tại sao mà khi người chết rồi tôi không có đến nói dòng do tam quắc mà tôi cho niệm Phật không? Vì mỗi ngày tôi đã khai thị rồi. Tôi mỗi ngày tôi nói rõ hết trơn rồi còn cái gì nữa. Không chịu nghe mà khi chết kêu tôi lỡ khai thị, kêu tôi đi nói cho cái người chết chở. Cái người nằm mình lỡ mình: này hướng linh, hướng linh phải niệm Phật nghe hướng linh. Cuộc đời này khổ lắm hương linh à, hương linh phải niệm Phật. Thế giới cực lạc đẹp lắm, an lạc lắm, hương linh phải hướng gì về thế giới cực lạc nghe hương linh. Không biết đi phương trời đâu hết trơn rồi. Bây giờ quý vị nằm chơi dơ đó. Bây giờ một quý vị coi, một là đi liền, là đi đâu? Đi xuống địa ngục là đi liền. Hai là đi liền
là đi đâu, lên cõi trời là đi liền, ba là đi liền, là đi đâu, thế giới cực lạc là đi liền. Vậy thì chúng ta nằm cái dạng nào? Thân trung ấm. Mà thân trung ấm này lúc đó nó ở đâu? Nó lơ lơ lửng lửng. Biết lơ lơ lửng lửng không? Vì vừa chết xong bị lơ lơ lửng lửng, lơ lơ lửng lửng, lơ lơ lửng lửng vậy đó. Nó sẹt ra chỗ này, nó sẹt ra chỗ kia, nó sẹt ra chỗ nọ. Nó sẹt 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 lơ lơ lửng lửng, lơ lơ lửng lửng vậy đó. À vậy đó. Nếu mà cái người mà có tu á, mà khi chết mà thân trung ấm á, là họ sáng hơn là cái người mà không có tu. Cái người mà có tu á, họ chết thân trung ấm họ sáng hơn. Họ sáng hơn được một chút. Nhưng mà cái lời khai thị đặc biệt nhất quý vị mà dạy họ là gì? Niệm Phật đi. Cái lúc mà bị hộ niệm cho người ta, mà cái lúc mà người ta gần chết á, lời khai thị là lời gì? Miễn cưỡng cho quý vị một lời, đó là lời gì? Này anh, này chị, niệm Phật với đại chúng nghe không? Chúng ta quyết định về cực lạc nha, nhớ niệm Phật nha. Đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Cảnh giới gì xuất hiện trước mặt cứ mặc kệ nghe, niệm Phật nhau. Cảnh giới gì mặc kệ nghe, ai rủ đi đừng có đi theo nghe. Niệm Phật chừng nào Phật A Di Đà đến mới đi nghe. Cái câu này còn có thể coi được một chút. Cũng thừa đó nhưng mà được một chút. Xin thưa quý vị, khi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn một người, không phải là nói cái chuyện Phật A Di Đà đến mới đi theo nghe. Đừng có đi theo người khác nghe, thừa quá. Khi Phật A Di Đà mà đến tiếp dẫn một người là Phật A Di Đà phóng quang trước. Phóng quang để nhiếp thọ người đó trước. Khi Phật A Di Đà mà phóng quang nhiếp thọ người đó thì chăn cấu người đó tức khắc tiêu trừ liền. Cảnh giới từ loạn tâm trở thành định tâm, cảnh giới từ định tâm trở thành nhất tâm. Khi Phật phóng quang người nào là người đó hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Khi Phật tiếp dẫn một người đó mà Phật phóng quang thì làm gì còn cái chuyện mà quý vị mù mờ cái việc mà đừng có đi theo ai, chỉ theo Phật A Di Đà thôi. Làm gì nói câu này nữa, câu này thừa quá. Phật mà đã phóng quang người đó đi tiếp dẫn người đó thì cảnh giới của người đó và cảnh giới Phật A Di Đà là một rồi. Ngài thì hoàn toàn tỉnh táo à. Lúc đó là người ta theo Phật A Di Đà rồi, chứ cần gì mà nói dòng gió tam quốc nữa cho nó mệt. Còn cái người nó không cảm được bổn nguyện, họ không có tín nguyện niệm Phật thì quý vị biết rằng là họ đã mù mờ rồi. Cái cảnh giới họ chết rồi, họ hoàn toàn mù mờ rồi. Nên á, Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói một câu: vì sao mỗi ngày bạn niệm Phật? Vì mỗi ngày bạn niệm Phật là để cái cặn tử nghiệp bạn đừng quên câu Phật hiệu. Hay không? Mà quý vị coi một cái tiêu chuẩn này tuyệt vời vô cùng, ở đây để ý tới nè. Những đức đã nói rất nhiều lần. Quý vị đi thi, đi đến một cái trường thi, ban giám khảo viết một cái đề thi đưa cho bạn. À, về đọc đúng cái đề thi này thôi nha, đúng một đề thôi. Còn bây giờ á, những cái thằng khác nó không được nhân viên này, tao để một đống đề thi luôn, tùy mày học hết cho tao, rồi mày thi hên xui kệ mày, đúng không? Cái đó là những cái pháp tu tự lực á, là tùm lum đề thi, mày học hết cho tao. Cái môn nào mày cũng thông hết cho tao, rồi mày đạt được chỗ nào thì thành công chỗ nấy, đúng không? Mà riêng tịnh độ này đặc biệt, thì giống như ở thế gian này bị được ưu ái á, đi thi mà được ưu ái, hiểu không? Cái này chắc ở thế gian chắc đút lót tiền bạc quá à. Chắc con ông cháu cha đâu á thì được ưu ái ấy, phải không? Đi thi thì đi đến đó, viết cái đề thi là đề thi bữa đó là thi văn, là sẽ đúng cái đề này nghe. Rồi xong về học văn này cho tao, học thuộc cái này thôi. Còn mày học tùm lum mày học không được, mày học đúng cái này cho tao. Mày đến mày thi là đậu liền, nói chứ. Là ưu ái ấy, phải không? Rồi về học đúng cái đề này, về lợi thi đậu liền, nói dòng do chứ. Còn bây giờ các môn niệm Phật này á, Đức Thích Ca Mâu Ni khuyên mình nên niệm A Di Đà Phật. Còn Đức Phật A Di Đà thì nói là bổn nguyện của ta là câu A Di Đà Phật, niệm ta rước. Nguyện thứ 18 vì nghe hoài mà, đúng không? Thì là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà là ban giám khảo. Như vậy thì chúng ta là thí sinh để mà muốn đi về cái quốc độ của các ngài. Thì bây giờ các ngài đã đưa lên cái đề rõ ràng rồi. Cái đề các ngài càng dễ hơn nữa. Chỉ đúng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật được rồi. Cái đề của tao là gì đó, học đi con. Mình nói ủa sao ngộ ban giám khảo, sao ít quá à, có mấy chữ mà ngộ trời, cái đề có mấy chữ mà đi về cực lạc được hả? Thiệt không? Ngài còn nhiệt tình nói thêm câu nữa, thiệt. Nhiệt tình nói thêm câu nó đúng là chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giấu quá. Nên Đức Thế Tôn khi còn tại thế á,
Khi gặp ngoại đạo mà muốn thu giết ngoại đạo đó, thì ngoại đạo không tin. Đức Thế Tôn nói mỗi tên le lử ra cho tao coi, thằng nào thằng nấy le muốn chết luôn. Nếu thằng nào mà mày le lên mà đầu lưỡi mày mà đụng vô ngay cái chót mũi mày là mày ba đời không nói dối, mày le đi. Thì ngoại đạo mỗi tên le muốn chết luôn, mà thằng nào le cũng không đụng được cái đầu lỗ mũi. Thì Phật nói mày là nhiều đời nhiều kiếp nói lời giả dối, thôi cho qua. Yeah, xong hết trơn. Tất cả các người coi ta le nè. Đức Phật thì hiền nhiêu thôi, khỏi cần làm nhiều quá. Đức Phật le nhẹ cái chùm cái mặt, le cái lưỡi nhẹ thôi chùm cái mặt. Nhưng xin thưa quý vị, tướng lưỡi rộng dài của Đức Thế Tôn là không phải chỉ le chùm cái mặt, mà le tặng hư không và khắp pháp giới. Nên cái pháp âm của Đức Phật còn gọi là hải triều âm và phạm âm. Nên khi tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất bên cạnh của Đức Phật, mà muốn đo lường được pháp âm của Đức Thế Tôn giảng, mà tôn giả Mục Kiền Liên mà dùng thần thông mà bay một phát thôi, đi đến cảnh giới của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, đi đến đó thôi, thì quý vị biết rằng là cái cảnh giới của chư Phật nước khác người ta lớn lắm. Mà dù là Bồ Tát thì hiện đến cái cõi này, nhưng mà nhân sinh này nhỏ quá. Vì mà tôn giả Mục Kiền Liên bay đến cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai á, thì những người ở nước đó đó, người ta nhìn tôn giả Mục Kiền Liên, người ta nói là con ruồi con muỗi. Khi mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai giảng pháp xong rồi, thì các đệ tử bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp, thì không biết từ đâu có một con ruồi, một con muỗi, một con kiến bay lại đây. Thì lúc đó Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói không phải đâu, không phải ruồi, không phải muỗi, không phải kiến đâu, đó là tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà đó. Trong hội chúng thiết là kinh ngạc, một con người thần thông đệ nhất mà vì sao nhỏ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói rằng tôn giả Mục Kiền Liên hãy hiện một số thần thông cho những người này tôn trọng đi. Thì tôn giả Mục Kiền Liên hiện ra tướng bự vô cùng, và thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên thôi mà hội chúng ai cũng là kính trọng hết trơn. Thì lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên có cái tâm ý là muốn đo lường cái pháp âm của Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật Thế Dương Tự Tại Dương Như Lai biết liền, vì Ngài có tha tâm thông, Ngài biết liền không? Khỏi cần nói. Nói ông á, là bậc thanh văn mà ông dám đo lường pháp âm của Đức Phật hả? Hãy trở về đi, đừng nên đo lường pháp âm của Đức Phật. Vì pháp âm của Đức Thế Tôn chỉ cần giảng thì tặng hư không khắp pháp giới đều có pháp âm của Đức Phật, nên khỏi cần đo lường. Quý vị coi có nghĩa là cái cảnh giới của chư Phật Bồ Tát rộng lớn không tưởng tượng được, mà lấy cái trí học thức phàm phu của mình để đo lường hả chàng? Nếu mà Đức Phật có một cái tướng lưỡi rộng dài, lời nói chân thật ngữ, đưa lên cái đề cho mình trong thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Ngài đã nói trong kinh Đại Tập rõ ràng, thời mạt pháp nhiều người tu hành, không có một người thành tựu, duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì mới được thành công. Đã nói rõ như vậy rồi, đưa ra cái đề cho mình dễ vô cùng, đó là niệm A Di Đà Phật đi các con. Các con khờ lắm, niệm Phật đi các con. Các con không có hiểu cảnh giới của chư Phật đâu, ta dạy niệm Phật đi. Nè viết cái đề nè, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì có những đứa nó thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có những đứa nó thích niệm A Di Đà Phật, đủ rồi. Chứ đừng có A, chứ đừng có là Mô Phật nghe. Mô Phật thì ít lắm con. A Di Đà Phật là danh hiệu nghe. Còn Nam Mô A Di Đà Phật là thêm hai chữ cung kính tôn trọng này kia là cũng được đi, hiểu không? Một là Nam Mô A Di Đà Phật, hai là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật không thiếu, Nam Mô A Di Đà Phật không thừa. Tùy vào mỗi một con người cái nhân duyên niệm làm sao, thấy mình niệm mà mình thấy vừa mình là được rồi, thấy không? Rồi cái đề này Đức Phật viết ra rõ ràng, đưa mỗi cho một người, mỗi một thí sinh, mỗi một người một tờ giấy, ghi trong đó Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi niệm đi, niệm chân thật đi, tín nguyện đi, tin ta sẽ đến trước. Rồi đến lúc thọ mạng đến ta đến trước. Rồi cầm cái đề lên nhìn vô, ủa gì à? Cái đề gì à? Hả? Cái đề Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, sao cái đề có chút xíu vậy trời? Đức Phật ơi, Đức Phật, Đức Phật có hiểu lầm không Đức Phật? Sao cái đề thi gì đâu mà có mấy chữ với Đức Phật? Con nhìn qua cái con nhớ rồi, mà Đức Phật đưa cái đề có chút xíu à. Về Cực Lạc được không? Về Cực Lạc được không Đức Phật? Đức Phật quay lại nhìn. Tao đã nói mày niệm Phật đi, tao rước. Mày cũng không chịu tin. Tao là Phật, tao nói mày có nghe nữa.
Phải chi những đức nói mày không nghe thì cũng được. Đúng không? Cái gì những đức nói mày không nghe thì cũng được đi. Còn tao là Phật, tao nói mà mày cũng không nghe nữa. Mày kỳ cục ghê luôn á. Không kệ đi. Đã là phát tâm từ bi thì phát cho chót. Tao nói thêm câu nữa. Tin đi. Không? Tao nói mày tin đi. Tao nói tao rước là tao rước à. Mày thấy không? Thì cái thằng những đức nó lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, mà nó lại nó muốn le lử luôn. Vậy mà nó còn cố gắng nó lại. Nó nói rằng quý vị về đi rồi nó sẽ lỡ nó tu chung. Vậy mà nó còn cố gắng, nó là kẻ phàm phu đó. Cái lưỡi nó không đụng đầu lỗ mũi mà nó còn dám nói, nó dám làm. Đúng không? Cái lưỡi nó không đụng được cái lỗ mũi mà nó nói, nó còn dám làm. Còn tao le cái chùm các cái mặt mà mày còn chưa tin nữa hả? Mày còn chưa tin tao nữa hả? Thì thấy chưa? Ồ, chia sẻ cái chỗ này đúng là nó hết tâm can rồi đó quý vị. Không còn nói vòng vo gì nữa chân. À, vậy mà nghe vậy hừng hực lắm nghe. Vậy mà đi về nhà cái là nghe người này nói này, người kia nói kia cái. Ông thầy Đức nói vậy thôi chứ. Cứ suy nghĩ lại. Đúng không? Nó lạ như vậy đó. Nên nó không có bồi dưỡng được cái thiện duyên. Nếu muốn bồi dưỡng được thiện căn và tín nguyện thì mỗi ngày một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc nghe đi. Thì vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Trời ơi, mười mấy năm nay người ta chỉ có một câu Phật hiệu nè, làm cái gì? Bây giờ thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng chúng ta là viện chủ chùa này, ngài là trưởng ban trị sự rồi, ngài cũng là mở cái trường Phật học luôn. Hòa Thượng ngài không muốn nói tới những đức nhiều. Vì sao? Vì ngài mở trường Phật học mà. Hiểu không? Ngài mở trường Phật học, ngài dạy người ta học quá trời luôn mà. Quý vị nghĩ đi. Nó. Rồi bây giờ Hòa Thượng dạy bao nhiêu người học như vậy, có được mấy giảng sư xuất hiện chưa? Có mấy giảng sư? Cả đời Hòa Thượng mở trường được mấy giảng sư? Vậy mà cái tên Sikowe này lạ thai. Đúng không? Cái này quý vị không chịu để ý thì thôi, chịu thua luôn mà, đúng không? Nó gặp Phật Pháp, nó gặp mà tự nhiên nó niệm Phật, nó niệm tới bây giờ không có cái danh nghĩa giảng sư giảng gì chứ, không có bằng cấp gì chứ, nhưng mà quý vị coi hả? À, người ta mỗi lần đi giảng Pháp, người ta có một ekip của người ta. Khi người ta đi giảng Pháp là người ta có một nhóm người 50-70 người đi theo người ta để làm hình thức để mà nghe, đúng không? Còn cái này tôi đưa lên chương trình một phát là tự nhiên, mà tôi không có bằng cấp, không có một cái gì danh nghĩa là giảng sư giảng gì hết trơn á. Vậy mà tôi lỡ tôi nói chuyện chơi chơi vậy đó, bằng vậy mà người ta ngồi người ta làm nè. Ờ, chủ nhật mà có nhiều bà mà những đức giảng trên đây mà mấy bà ngồi với bà làm nè. Ừ. Bà làm mình hứng vô cùng luôn. Mình đang giảng ở đây mà bà ngồi với bà làm, bà nói theo luôn, hứng đến mức như vậy đó. Thì nghĩ đi. Vậy thì rõ ràng một câu Phật hiệu này rõ ràng là trí tuệ, rõ ràng một câu Phật hiệu này chân thật niệm thì nói phù hợp vào căn tính của người ta. Rồi quý vị coi hồi nãy tới giờ những đức lý luận như quý vị nghe đó, ở đó là ở đâu à? Mà những đức lại là người không ít bao giờ chịu đọc sách nữa chứ. Có thể coi qua một lần bao nhiêu năm về trước, có thể nhìn qua được một lần bao nhiêu năm về trước, và một số điều lý luận trong Phật Pháp cho quý vị nghe là ở đâu quý vị? Ở đâu à? Những đức chỉ cần phân tách ra cái việc của nó căn bằng thôi. Thí dụ như bây giờ Đức Phật còn tại thế, nhưng Đức đâu có ở trong cái thời thế của Đức Phật đâu. Mà có khi những Đức kể chuyện cho vị nghe, Đức Phật lúc còn tại thế sao, đi chỗ nào sao, gặp ai sao. Vì nó, ủa ông thầy này chắc ông đọc sách dữ lắm sao mà ông kể chuyện thấy ghê vậy trời. Căn bằng của Phật Pháp, hiểu không? Căn bằng của Phật Pháp đem Phật Pháp lý luận vào cuộc sống. Nhân sinh con người sao, thì con người bậc thánh nhân sống trong thời đó sẽ áp dụng sao. Chỉ cần căn bằng Phật Pháp thì tự nhiên lý luận ra Phật Pháp. Chỉ có căn bằng thôi. Còn nếu như bây giờ mà học mà đem văn tự chết để vào tâm, rồi đem văn tự chết để đưa ra, nó không phù hợp vào con người. Nhưng chúng ta đem Phật Pháp áp dụng vào mỗi con người ngồi ở đây, tự nhiên căn bằng Phật Pháp thì tự nhiên thành chung đạo Phật Pháp. Mà Phật Pháp đó thành chung đạo thì tự nhiên thiết Pháp. Chứ làm sao? Nguyên lý là như vậy đó. Cái này cũng cả một vấn đề chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Đừng nói đùa, về căn bằng đi rồi biết. Thấy không? Có khi lên mà căng bằng một cái, mà bước lên một cái mà cầm micro. Chào quý Phật tử, hôm nay chia sẻ Phật Pháp. Nó rung như vậy thì nó mất tiêu hết trơn rồi.
Khi nó rung như vậy thì nó không còn bình tĩnh nữa. Mà cái tâm không bình tĩnh nữa thì làm sao sanh pháp? Nó là pháp tại tự nhiên, thì tự nhiên sanh pháp là tâm phải tự nhiên và bình tĩnh, tự nhiên sanh pháp. Còn con người này quá rung quá sợ thì làm sao tự nhiên nữa mà sanh pháp? Hiểu không? Cái nguyên lý là phải bạn làm sao bạn tự nhiên. Trước mọi người bạn phải hết sức tự nhiên. Và cái diễn trình của bạn, bạn đừng bao giờ suy nghĩ rằng là cái diễn trình của bạn để cho người ta khen, để bị người ta chê. Bạn đừng có quan tâm đó. Bạn đừng có quan niệm rằng bạn nói để cầu người ta khen, sợ người ta chê. Bạn đừng nghĩ cái điều đó nữa. Bạn hãy tự nhiên nhất đi. Trước mọi người bạn hãy nhìn tất cả mọi người tự nhiên đi. Và mọi người với bạn là một đi. Thì tức khắc lúc nào bạn cũng thuyết pháp được hết chứ. Cái này cũng cả vấn đề của cái công phu hơn 13 năm á, niệm Phật á. Còn nếu không thì bây giờ Nhân Đức phải đi học hơn 13 năm mà cũng chưa chắc Nhân Đức lên giảng được luôn. Khi Nhân Đức học hơn 13 năm thì Nhân Đức sẽ lấy cái lý luận trong sở học của trường Phật học. Khi Nhân Đức lấy lý luận đó để mà nói chuyện với quý vị thì ngồi nhìn suốt thì cái văn tự này và quý vị nó hai, nó không còn là một nữa. Còn khi Nhân Đức tự nhiên như vậy thì Nhân Đức nhìn xuống nhìn quý vị, Nhân Đức biết thiết cái gì rồi, biết nói cái gì cho quý vị nghe rồi. Nó suốt 3 ngày quý vị nghe rõ ràng đúng không? Nó đâu có bị văn tự chết. Mà Phật pháp là sống động, còn người ta là đem pháp chết để đẩy vào con người. Cuối cùng thì bạn nói bạn biết, người ta không biết. Tại sao nhiều người giảng pháp mà người ta không biết? Vì sao? Vì pháp chết. Pháp nó có luận ở trong sách vở hết trơn rồi. Phải làm sao học cái lý luận trong đó mà để đem áp dụng vào con người, mà để cho phù hợp nhân sinh. Như vậy thì Phật pháp mới sống động. Phật pháp như vậy thì mới hoàn truyền được. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ba y một bát tối ngủ gốc cây. Quý vị bây giờ ba y một bát tối ngủ dưới gốc cây, ngày mai đi vô bệnh viện. Đúng không? Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế ở đất nước Ấn Độ, ba y một bát tối ngủ dưới gốc cây. Khi đi qua bên Trung Quốc hoằn truyền Phật pháp thì lúc đó đất nước Trung Quốc là nhà nho nên kính sư trọng đạo lớn vô cùng. Từ nơi đó thì sao? Thì phải xây cung điện cho những người xuất gia ở. Tại vì nhà vua ở cung điện, thầy tôi tôn kính, tôi phải xây giống cung điện cho thầy tôi ở. Thì lúc đó những vị ở bên Ấn Độ qua bên đó hoằn truyền Phật pháp thì phải tiếp nhận liền, vì bổn thổ hóa. Bây giờ mà không, tao bên Ấn Độ, bên tao ở gốc cây không à, quen rồi. Bây giờ mày xây cung điện cho tao ở, tao vô đó ngủ không có được, không quen. Nó tầm bậy rồi, cái đó tầm bậy thiệt rồi đó. Phật pháp là bổn thổ hóa. Ông á, bên kia ông ngủ ở gốc cây, nhưng ông qua bên đây ông nằm trong cái cung điện, ông vẫn ngủ cung điện tự tại. Chứ không phải rằng là ông qua đây người ta xây cung điện cho ông dính mắt cung điện nha, ông thua rồi đó. Dính mắt cung điện là thua, hiểu không? Nên từ bên đó qua hoằng truyền thì tức khắc vô cung điện ở bình thường. Và làm quốc sư dạy cho nhà vua về cách trị quốc làm sao, rõ ràng. Thì vua bên Trung Quốc người ta mới tiếp nhận cái tư tưởng từ bên Ấn Độ đem qua. Quý vị nghĩ đi, nó bổn thổ hóa mà. Nó rồi xong nó từ Ấn Độ mà truyền sang khắp nơi trên thế giới. Mà trong khi văn tự của Ấn Độ là khác hoàn toàn. Vậy mà trí tuệ của Phật pháp đi đến đất nước Trung Quốc thì truyền cho Trung Quốc, đi đến Thái Lan thì truyền cho Thái Lan, đi đến Việt Nam thì truyền cho Việt Nam, đi đến đất nước nào thì truyền cho đất nước nấy. Là nhờ cái gì? Nhờ cái người giảng pháp làm sao mà đem cái văn tự của Ấn Độ mà đặt vào văn tự của Việt Nam để nó thành bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Đúng không? Vậy thì người ta tiếp nhận Phật pháp. Thí dụ như người Việt Nam chúng ta phần nhiều là chúng ta quen với hàng Phật tử là gì? Mặc trên mình chiếc áo lam, đúng không? Chúng ta qua bên pháp hội ở bên Trung Quốc đó bên thì người ta pháp hội người ta là bận áo màu nâu hoặc màu đen đen vậy đó, thấy không? Tay bự đúng không? Quý vị bây giờ qua bên đó học bên đó, quý vị đi về đây quý vị bận nguyên một bộ đồ đen màu nâu đó, cái tay bự chà bá gì, bị đi ngoài đường người ta nói ồ thật. Đây là cái phái nào nó lạ ghê trời, nó kỳ cục quá, đúng quý vị? Tại người Việt Nam nhìn thấy không quen. Vậy thì quý vị có quyền làm giống người ta như vậy, nhưng mà trở về Việt Nam quý vị may cái kiểu áo giống gì mà may màu lam để nó phù hợp vào nhân sinh sống ở đây, hiểu không? Đó, nó phải như vậy đó. Rồi ở bên kia người ta phương pháp tu bên Trung Hoa, quý vị qua bên kia quý vị nhìn học được. Quý vị về Việt Nam quý vị phải áp dụng làm sao bổn thổ hóa vào người Việt Nam. Đem cái cách tu đó làm sao mà đặt vào người Việt Nam mà nó người ta tiếp nhận được. Thí dụ như bây giờ đi, Đức Phật thị hiện đi đến nước Mỹ thì cái hình tượng của Đức Phật sẽ là giống người Mỹ. Đức Phật đi đến nước Trung Hoa thì nhất định cái hình tượng của Phật sẽ giống người Trung Hoa.
Còn Đức Phật đi đến người Việt Nam thì hình tượng của Đức Phật giống người Việt Nam. Như vậy thì người Việt Nam xây chùa kiểu sao, người Trung Hoa xây chùa kiểu sao, người Mỹ xây chùa kiểu sao, thì tức khắc thì phải làm sao phù hợp. Thì con người ở đất nước đó vừa bước vào nói của tôi, văn tộc của tôi, đúng rồi, tôi vào được rồi đó, không phải ngoại lai, hiểu không? Người ta sẽ tiếp nhận. Như vậy thì hoàn thiện Phật pháp mới được đó. Nên cái điều mà những đức cũng là học được một số câu ở nước ngoài đó, nhưng mà khi những đức áp dụng là hoàn toàn Việt Nam chánh thống Việt Nam, thấy không? Nên hào Phật tử đi về chùa mình quý vị coi đồ lam hoàn toàn, thấy chưa? Nếu trong đây mà có một người bận một bộ đồ đen vô đây thì thấy nó không phù hợp, quý vị công nhận không? Đó, nên từ nơi đó Phật pháp phải là như vậy. Khi nghe Phật pháp như vậy gọi là gì? Là nền giáo dục chí thiện đó. Quý vị sẽ áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi luôn, nó rất là đặc biệt. Quý vị cũng không bị phiền não mà người ta cũng không bị phiền não nữa. Đó, nên mình đi đâu đi mình thấy người ta ăn cơm nguyên một cái nhà, người ta không nói chuyện là mình sẽ không nói chuyện. Mình quan sát, hiểu không? Cái góc độ tư duy quan sát mình phải cao. Đó, phải nhớ. Còn khi mình lễ Phật chưa quen mình lễ phía sau, lễ không quen mà chạy phía trước. Lễ không quen chạy phía trước gì à? Phía trước là nhìn ai? Phía sau mới nhìn được người ta lễ. Phía sau thì nhìn người ta lễ, mình lễ theo, hiểu không? Mình cái góc độ học như vậy đó, nó cực kỳ nhanh đó. Nên đi đến đâu cũng vậy, chứ học rất là nhanh là do tại mình. Còn học không được gì cũng do tại mình mà ra. Nên mong quý vị đi về chùa mấy ngày nay nghe những đức chia sẻ về Phật pháp, nhất là pháp môn tịnh độ này, quý vị phải để ý. Đó, đây là quèn què nè, mà còn nói lý luận cho quý vị nghe được như vậy đó. Quý vị có học quá mà nói còn hơn những đức nữa. Chỉ cần chân thật niệm Phật thôi là hơn những đức là 100%. Cái này đã quèn què, què xí cầu que luôn, đúng không? Nó nên chiều nay mới quyết chiến một trận cuối cùng nè. Chiến này không đơn giản. Hai cái chân bây giờ bị xí cầu que. Hai cái chân bị xí cầu que. Các bạn biết nó xí cầu que thiệt luôn á, không phải giỡn đâu. Thì biết hai cái chân cứng ngắc à, không biết nó làm sao, nó cứng ngắc à, đi nó lết không à, mà trước mặt người ta là bộ bước vậy đó, nó lết không quý vị, đi nó ngộ lắm, lết vậy đó. Còn đứng thì hai cái bàn nó sao á, chiến này kỳ cục lắm, nó đau kỳ cục lắm mà nó vớt ngay cái chân nha. Tại chiến trước vớt xương sống làm được rồi, vớt xương sống thì còn còn hai cái chân đứng sung và che, đúng không? Bây giờ vớt hai cái chân thì đứng làm nè, rung mà. Hiểu không? Thì bây giờ mình cứ chân thật, mình hết lòng đi chứ sao bây giờ, hiểu không? Tới giờ thì mình cứ lên mình đánh chặn thôi chứ mình sợ cái gì? Mình lết thì lết chứ sợ cái gì, đúng không? Thử coi sao. Thiệt, thật sự mà nói bây giờ là cực kỳ, hai cái chân nó đau nghe. Nó đau ghê lắm. Ờ, không biết làm sao á. Nó cứng ngắc à, mà nó ế ẩm hết trơn vậy đó. Màu đó giờ đâu có bị vụ này đâu. Nào giờ bị mới coi thử mày sao chứ. Gan không con, đúng không? Nó nên chiều nay mình lễ mà kiểu mà bò cầm micro lễ xong rồi ken bò đứng lên, trời ông thầy ông lễ, trời là trời thấy nó đau lòng rồi sao thấy tội nghiệp gì đâu mà trời ông lễ kìa, nhìn ông kìa trời ơi, mỗi kiểu mà xá mà quỳ xuống cái ui nhủi nha, gõ nha, beng lại xuống, beng đứng lên, bò đứng. Trời kiểu lễ đó nó xúc động lắm mấy vị. Hôm qua mà lễ tới cái đoạn mà nó mệt, cực kỳ mệt luôn nghe. Mà chân đau nữa, lúc đó trong lòng mình nghe tự nhiên mình nói với Bồ Tát Quán Thế Âm câu rằng bây giờ cuộc đời nó khổ quá rồi. Bây giờ con gặp được Phật pháp mà bây giờ con được có cơ hội hướng dẫn người ta tu. Bây giờ đem cái thân này để hy sinh vì Phật pháp đi Bồ Tát Quán Thế Âm. Vừa nói một câu gì tức khắc con người nó trộn, nó kinh khủng lắm quý vị. Cái cảm giác nó cảm ứng sao lạ lắm. Thì quý vị lúc mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm có gì mệt, vô cùng mệt, mình cứ cái tâm đó như vậy phát ra. Bây giờ con mang một cái thân tứ đại nào, một ngày nào con cũng bỏ đi thôi. Bây giờ con có cơ hội, con kết duyên, con tu hành, thì con cố gắng, con không còn nghĩ ngợi gì cái thân con nữa hết. Dù con có chết tại đây, con cũng chết trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, trong danh hiệu A Di Đà Phật, con không sợ gì hết, đúng không? Nó vừa nghĩ như vậy thôi là cái tâm con người nó ghê lắm, cảm ứng liền, hừng hực lên chứ, đâu còn sợ đau chân, đau cẳng gì nữa đâu, biết không? Nó nên cố gắng thôi, chúng ta cứ chân thật cố gắng thôi. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Giờ đây tu 3 ngày gặt hái được cái tính nguyện niệm Phật.
để về áp dụng trong gia đình và gầy dựng được cái chữ nhẫn khi áp dụng trong gia đình. Dù gặp cảnh ngộ hơn thua đấu đá gì, nhẫn đi. Vì cuộc đời đi đến thế gian này, quý vị nhớ rằng sanh không mang đến, chết không mang đi đó quý vị à. Thấy không? Thì chúng ta giành giật cái gì cũng không được cái gì đâu. Nên có phần không cần gì lo, nó có là có à. Nên chúng ta nên nhẫn, chịu thua đi. Thiệt thôi là phúc mà quý vị ha. À, những Đức thấy những chương trình ở chùa mình mà có thể tập trung được số lượng con người tu rất là đông. Cái công của những vị trưởng đoàn rất là lớn. Họ có một cái duyên rất là dày đối với những vị Phật tử. Có khi một vị trưởng đoàn tu hành, người có duyên dẫn dắt người đi tu, họ bận một việc gì, họ bệnh gì mà họ không đi được, thì có khi cái nguyên một nhóm người đó muốn đi cũng không biết sao đi, nhất là những người già. Nên những người mà đủ duyên mà dẫn dắt người ta đi tu, cái việc làm này là cái việc làm lớn lao trong cuộc đời, rất là quan trọng. Ở nhớ, có khi mình tu được mà dẫn dắt người ta đi tu được, cái việc này nó quan trọng dữ lắm. Thí dụ như giờ ở làng quê của mình chưa có ai giới thiệu Pháp Môn Niệm Phật, bản thân của mình là người nghe được Pháp Môn Niệm Phật, mình học phương pháp tu đó, mình đem về mình hoàn truyền, hoặc là mình đặt máy nghe pháp, mình đặt máy niệm Phật, mình đem về miền quê mình tặng cho người ta. Từ nơi cái nhân đó thôi mà nó gieo từ từ. Làng quê của mình nhiều người biết niệm Phật. Thí dụ như giờ những Đức đi tu ở dưới quê, những Đức người ta lên đây mỗi lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rất là đông, cô chú rồi cậu mợ gì rồi lên đây. Rồi đầu những Đức có khi tặng máy nghe pháp, tặng máy niệm Phật, gieo cái duyên cái người ta đem về miền quê, cái người ta gieo, ta gieo từ từ cái rất là nhiều người ta biết niệm Phật ở dưới làng quê. Nghĩa là cái cách đem Phật pháp hoàn truyền. Trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu Phật nói: dù cho cúng dường hằng hà sa thánh cũng không bằng giúp cho người ta mà kiên dõng cầu chánh giác. Nên khi mà Đức Thế Tôn mà phóng quang hiện sắc diện đẹp mà chuẩn bị giảng về tịnh độ, thì lúc đó cần phải có người thỉnh hỏi. Mà ai là người thỉnh hỏi? Tôn giả A Nan bên cạnh Đức Phật. Mà khi Tôn giả A Nan vừa nhìn cái dung nhan Đức Phật và quang minh của Đức Phật mà phổ chiếu đẹp, là Tôn giả A Nan biết Đức Phật chuẩn bị giảng đại pháp. Mà lần này là lần mà Tôn giả A Nan nhìn cái dung nhan Đức Phật và quang minh Đức Phật phóng quang á, thì Tôn giả A Nan nói rằng là từ xưa tới giờ bên cạnh Đức Phật chưa bao giờ thấy lần nào đẹp như lần này. Vậy thì chắc chắn lần này là Đức Phật phải giảng một cái đại pháp gì quan trọng dữ lắm. Thì lúc đó là Tôn giả A Nan quỳ xuống đảnh lễ và thỉnh hỏi Đức Phật. Thì vừa thỉnh hỏi Đức Phật cái việc chuẩn bị giảng đại pháp gì thôi, thì Đức Phật tán thán Tôn giả A Nan một lời hỏi này thôi nha, chỉ một lời hỏi của ông ngày hôm nay thôi, mà ông cúng dường cho tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới cũng không bằng một lời hỏi này nè. Mà về sau thờ mạt pháp, cả loài người 9.000 năm và cả chư thiên cõi chờ cũng nhờ một cái lời hỏi của Tôn giả A Nan này mà chúng sanh được độ. Quý vị nghĩ cái thù thắng lớn cỡ nào chưa? Nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn thù thắng mà khó tin. Nhớ câu nghe, thù thắng mà khó tin. Nên quý vị, vì sao quý vị lại nghe một số người giảng pháp mà họ là học thức thạc sĩ tiến sĩ đó mà họ vẫn phỉ báng tịnh độ? Họ là người trong Phật pháp mà bao nhiêu chục năm đó mà họ phỉ báng tịnh độ, và họ dám phỉ báng tịnh độ mà họ cho rằng Phật A Di Đà không có. Rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà,
Kinh Vô Lượng Thọ toàn là người đời sau này tự học phiên dịch ra. Phật A Di Đà không có, mà họ còn dám gạch chéo Phật A Di Đà luôn. Phật A Di Đà không có, gạch chéo luôn. Quý vị nghĩ vì sao mà những con người đó họ dám làm như vậy? Vì sao? Vì pháp môn niệm Phật là pháp khó tin. Cái pháp này là pháp khó tin. Đức Phật nói pháp môn niệm Phật là pháp thù thắng, nhưng lại là pháp khó tin. Cái người nghe mà tin là cái người này cái thiện căn quá sâu dày mới tin. Còn cái người mà không tin thì Đức Phật nói bình thường. Và tự tin không thì giảng nói bình thường. Cái người mà nghe mà không tin là bình thường. Còn cái người nghe mà tin là vô cùng phi thường của cái thiện căn. Nhưng mà nói là cái người tin pháp môn tịnh độ là cái người phải hội tụ đầy đủ phước báo nhân duyên, đã tu tịnh độ nhiều đời nhiều kiếp, vừa nghe là tin. Vừa nghe là tin. Nên quý vị đừng bao giờ nói rằng là dù là những người học thức cao gì đi chăng nữa mà vị bán tịnh độ vậy, thì những con người học thức này nè mà họ vị bán tịnh độ vậy là chắc chắn tịnh độ là không có đâu. Tại người ta học thức nhiều quá, người ta hiểu quá mà ta còn vị bán tịnh độ, người ta cho tịnh độ không có, mình tin là chắc chắn đúng không? Quý vị đừng bao giờ đem cái sở học của thế gian này mà đi ghép vào cái sở học trong Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp nói cái sự hành trì, một cái sự hành trì nó hơn gấp bao nhiêu lần cái sở học của cái người học ở thế gian Pháp và học Phật Pháp bình thường. Nên mới nói là một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Trong Phật Pháp nói một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Quý vị nghĩ có những người cư sĩ người ta đi vào trong đây người ta tu nè. Người ta là cư sĩ đó mà người ta nghe mình giảng, người ta nghe mình chỉ dạy. Vậy mà người ta dám nuôi cha mẹ người khác, mỗi ngày đổ bô, mỗi ngày hốt phân, mỗi ngày thay tả, có khi canh bằng đêm cả đêm để lo cho cha mẹ người khác. Cái này là thực hành nè. Một tạ lý thuyết của bậc thạc sĩ tiến sĩ không bằng 100 gram thực hành này nữa. Quý vị biết, quý vị biết rằng cái người tu mình bây giờ về cái việc mà lễ Phật và tụng kinh đó, người tu càng lâu thì càng không thực hành. Tu càng lâu chừng nào thì càng dẹp luôn kinh giáo, dẹp luôn lễ Phật. Cái gì? Ta là Phật rồi, cần gì phải niệm Phật. Người mới tu niệm Phật tu đồ dữ dằn lắm, nhưng mà cái càng tu về sau lạ tai là ta là Phật rồi, cần gì niệm Phật nữa. Phật từ tâm, cần gì đi lễ Phật nữa. Làm gì có, mình khả năng mình làm gì có Phật từ tâm mình. Cái tâm mình vừa buông ra một cái là ăn uống ngủ nghỉ danh lợi dãy đầy, mà nói Phật từ tâm không? Mình mà không có một cái hội chúng tu, không có người nhắc nhở, không có một cái sự khung mình để tu, Phật từ tâm hay cái gì từ tâm không biết nữa nghe. Nên nó giống như bây giờ vô một cái pháp hội ngồi gì mới ngồi im re được gì nè. Chứ ở nhà mà ngồi nghe pháp mà muốn ngồi im re cũng không có dễ. Khi bật lên đó cái con kêu con réo nấu cơm chạy lăn xăng lăn xăng, mà Phật từ tâm. Nhờ cái pháp hội này mới ngồi được gì, chứ làm gì có cái chuyện ở nhà mà ngồi ngồi được bình yên mà nói Phật từ tâm. Có khi đang buôn bán gì nghe ba chớp ba nháy một cây câu con ngày nào cũng nghe pháp thầy, nhưng mà cộng trừ nhân chia đáp số thì không biết được bao nhiêu cái nghe nha. Khi câu này ghét câu kia ghét câu nọ, bận bịu không có thời gian. Nó có khi đang nghe vậy cái chồng kêu em lấy chánh này coi, con kêu mẹ lấy cho con này, thay quần thay thả cho con này mẹ ơi. Cái đầu bấm lại cái chạy lăn xăng cái chút chạy là nghe. Nó nghe như vậy thì nó bị gián đoạn hoàn toàn rồi, hiểu không? Nên chúng ta là tu nó nhờ, nó phải có cái thời gian, nó có được những lắng động tâm tư của mình để mà mình tu. Thí dụ như bây giờ mấy ngày bị về đây, một tháng chờ ở nhà bị cũng không bận. Chứ bị biết nó tại sao vậy, nó ở trong ngôi Tam Bảo, đường ta lo cho mình hết trơn rồi, để mình yên tâm mình tu thôi. Còn ở nhà mình lo bao nhiêu sự việc, từ nơi đó mình tu đâu có được bao nhiêu đâu. Tuy nói tôi cũng tu nhưng mà nó tu không có được bao nhiêu chứ. Rồi lên lễ Phật, có khi mình lễ Phật cái công việc gì mình nghỉ không chừng nữa, mình không lễ nữa. Nên từ nơi đó mà có những người khi mà họ bài xích tịnh độ là quý vị biết rằng là đây là người không đủ thiện duyên.
Chúng ta không cần thiết nói người này học thức gì chứ. Quý vị mà muốn tu có môn tịnh độ mà tu cả đời luôn mà không bị xây chuyển á, càng không biết chừng nào thì càng tu cả đời chừng này. Càng đi tìm hiểu chừng nào thì quý vị sẽ dễ bỏ tịnh độ gì này 100% luôn. Ngày xưa những đức nè, biết một vị thầy nè, ông cũng rất nổi tiếng. Cái kinh nghiệm những đức nhìn ông, những đức thấy ra rõ ràng nè. Tuy là ông hoàn truyền tịnh độ, ông khuyên người ta niệm Phật, nhưng mà ông đi chỗ này đi chỗ kia, ông tìm hiểu rất nhiều nơi để ông đúc kết. Vậy mà mỗi lần ông đi một chuyến, ông quay về cái là chủ nhật từng đó ông sẽ thay đổi phương pháp tu liền. Ông đi một vòng ông về cái là ông thay đổi phương pháp tu của ngày chủ nhật liền. Ông nói chứ ông vừa thay đổi tu có ngày một thôi, là bữa sau ông nói thôi 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 để tu thí đi, chứ thấy cái mồi tu này môn này khó quá, cũng niệm Phật mà khó quá. Cái bắt đầu trở lại cái cũ y thình. Cái ông điên thời gian, cái ông quay về, cái ông thay đổi nữa. Cái đầu dài bữa ông thấy khó quá, cái ông nói thôi thôi thôi, giữ cũ y nguyên đi. Như Đức nhìn từ chỗ này, như Đức nói rằng rõ ràng, người tu pháp môn tịnh độ này muốn cả đời niệm Phật mà không bao giờ nghi ngờ thì chỉ có một là hạng người thông hết kinh giáo mà quay đầu niệm Phật là không bao giờ bị ai xây chuyển được cái môn niệm Phật của mình. Còn hạng thứ hai là chúng ta là người không thể nào thông hiểu kinh giáo, chỉ có cắm củi cắm đầu mà lo niệm Phật. À, chỉ có vậy thôi. Rồi niệm lâu ngày, niệm lâu ngày, lâu ngày rồi sẽ thấy ra cái sự lợi ích của niệm Phật. Nhưng Đức nè, niệm lâu ngày thấy lợi ích của niệm Phật nè. Cái này là xác thực 100%. Nhận Đức là hạng người này, cho quý vị nghe nè. Hạng người làm biến viết chữ thứ nhất, hạng người làm biến đọc sách thứ hai, hạng người làm biến đi tham học thứ ba, hạng người không thích lý luận nhiều thứ tư, hạng người cái gì mà rê ra là không thích, hạng người gọn nhất là thích nhất. Từ nơi đó niệm Phật là gọn nhất, nên những đức chọn niệm Phật đó. Nên tu hơn 13 năm càng tu thì càng gọn. Gọn đến mức mà bây giờ phóng sanh cũng đi thực mà còn muốn sạch văn tự luôn rồi đó. Vì coi những đức không dùng văn tự luôn rồi đó. Vì sao? Mạt pháp rồi. Không còn văn tự nữa rồi. Chỉ còn lục tự hồng danh hoặc là bốn chữ A Di Đà Phật. Vì thôi. Nó cái đó là xác thực 100% luôn. Mà quý vị coi, tới giờ qua chia sẻ Phật pháp chưa bao giờ suy nghĩ qua đây giảng một cái gì, cứ bên kia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi tự nhiên rồi đi qua đây quý vị thấy Nhị Đức nói chuyện rõ ràng quý vị nghe đó. Chứ nếu như mà những đức mà ghi ra những cái việc mà chúng ta qua đây giảng cái gì vậy thì chắc chắn quý vị những đức không có thời gian này luôn rồi đó, mà làm cũng không được luôn nữa. Trong khi một ngày 5-6 buổi chia sẻ hay sao mà ghi ra đây, hiểu không? Nên những đức thấy rõ ràng là cái người giảng kinh thuyết pháp là đi vào cái trọng tâm là chỗ nào? Công phu. Công phu gì? Công phu niệm Phật. Cái người mà chỉ cần công phu niệm Phật là cái người này chia sẻ Phật pháp nó hừng hực vậy đó. Những đức nói là cần cổ, những đức nó hơi khang nè, chứ nói mà cần cổ những đức mà nó khỏe cho quý vị biết. Mấy ngày nay quý vị biết những đức giảng cho quý vị thấy. Tại vì sao? Cái vốn của mấy ngày nay nó quá mạnh nè. Cái vốn tu nó quá dữ à, suốt luôn á. Thì khi mà nói chuyện Phật pháp rồi nó hừng hực cái tâm lên vậy đó. Thì những đức thấy rõ ràng như vậy thì cái học kinh giáo trong cái thời đại này nó không thể nào giải quyết được vấn đề gì hết trơn. Mà càng học là nó càng tạp, mà càng học là nó càng bài xích gì cái chuyện hành trì tu hành hết trơn. Mà càng học về sau là không bao giờ tu nữa. Những đức nói cho quý vị biết chứ phần nhiều, nếu mà nói về trường Phật học là không còn cái chuyện dụng công tu đâu quý vị. Chỉ hình thức một chút xíu vậy thôi chứ không còn dụng công tu gì nữa chứ. Càng học là càng không có dụng công tu. Nên từ nơi đó dễ mà cư sĩ lẹ tè gì mà chịu tu. Nên chớ cư sĩ ngon, mà cư sĩ già ngon hơn. Chớ cư sĩ già ngon hơn. Tại vì sao? Cái quan điểm của người già nghĩ gì nè, mắt mờ, lỗ tai không được thính.
thôi niệm Phật cho dễ hơn. Nên quý vị hướng dẫn người già mà hướng dẫn trì chú tụng kinh thì chịu thua rồi, quý vị công nhận không? Giờ tất cả người già ở đây bình tĩnh suy nghĩ đi, đừng có nói người già, người trẻ ngồi ở đây luôn nữa, kêu trì chú và tụng kinh thử đi rồi biết. Rồi bị tụng ra cái gì? Tụng ra gì nè? À, tụng vậy đó. Trời ơi, buổi sáng của mình á, những đức á, đánh địa chung 20 phút niệm, nhờ địa chung á, mà quý vị niệm quý vị đỡ buồn ngủ, quý vị nghe không? Nam mô A Di Đà Phật, 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 mà đánh keng 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 keng, đánh vô lỗ tai mình á. Cái keng keng là đánh vô lỗ tai mình, keng 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 keng. Nó làm cho con người mình không thể nào bị hôn trầm được. Mà tu giống như là nó chạy đua vậy đó, nên nó không ngủ. Chứ gặp mà lên mà tụng kinh đi. Tụng kinh đi mùi rồi đi. Rồi vị coi, đừng có nói mà tụng kinh mùi. Những đức thì vị coi cái văn tự những đức đọc không, rẹt 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 vậy đó. Nên nó không thể nào cho con người ta hôn trầm được. Vậy mà có những cô quay phim kìa, mấy bà còn ngủ kìa. Mà cái giờ đó mà cũng ngủ nữa kìa. Thì quý vị biết rằng con người chúng ta nó mờ đến cái mức gì chứ quý vị. Bởi vì Phật nói rõ ràng câu niệm Phật này nè, là càng về sau càng phù hợp nữa, thấy không? Không không tịnh độ này càng về sau càng phù hợp. Nên những người mà biết niệm Phật á, mỗi một tỉnh thành đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu, chân thật giới thiệu cho cái làng quê của mình, mở rộng ra. Rồi mỗi ngày nè, những đức chia sẻ Phật pháp trên mạng 2 buổi á, một câu ai là Phật đi đến cùng, niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Những đức nói vị biết hai cái đề này những đức học đó nha, là hai cái đề này là Phật sắp xếp đó. Những đức cũng không nghĩ ra được tự nhiên những đức học hai cái đề này luôn nữa. Mà khi càng học về sau, những đức mới cộng hai cái đề này lại, thì những đức mới thấy ra, ô một câu ai là Phật niệm đến cùng gọi là nhất hướng chuyên niệm ai với đạo Phật. Rồi quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là quyết chí đời này vãng sanh cực lạc, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Hai cái đề nó cộng lại là gì đó quý vị? Hai cái đề nó cộng lại là nó ghép lại thành một khớp luôn. Còn ăn tổ thì thêm cái câu đầu, ăn tổ là thêm câu đầu, tinh sâu nhân quả, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đó, tiêu chuẩn của ăn tổ đó. Còn những đức mỗi ngày nói nhân quả chứ quý vị nghe, là câu đầu là tinh sâu nhân quả đó. Rồi một câu ai là Phật mỗi buổi sáng niệm đến cùng đó. Rồi buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Những đức nói quý vị chỉ cần có lòng tin và hai thờ này đừng có bỏ. Tại vì hai thờ này nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Những đức mà giảng một thờ 1 tiếng đồng hồ là quý vị bỏ cuộc á, tin không? Bỏ cuộc đó, nghe cũng không nắm được cô động nữa. Không nắm được đâu. Những đức giảng nửa tiếng là cô động cái chỗ niệm Phật đi, niệm Phật lợi ích, niệm Phật đi, niệm Phật lợi ích. Không có ai mà chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe như vậy chứ. Tại vì sao? Nó nhàm quá. Ai mà đi siêng năng làm cái chuyện này cho quý vị? Người ta sẽ nói một câu thôi. Người ta nói gì nè? Một buổi giảng cũng đủ rồi thì cứ nghe hoài đi. Đây là cách nói của kẻ làm biến nè. Một buổi giảng đủ rồi, nói hoài gì làm chi? Phàm phu bây giờ á, hiểu không? Quý vị nói một buổi giảng họ nghe 100 lần không có đâu. Không bao giờ có đâu. Cũng là một cái như vậy. Mà buổi thứ nhất, nghe không? Cái buổi sau nó, cái bữa nay coi buổi thứ hai, y gan vậy à. Bữa sau thứ ba, bữa sau thứ tư, y gan như vậy luôn. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, quay lại 1, 2, 3, 4, 100, 200, 30, nghĩa là 300. Vậy mà giảng 4 lần như vậy, mà một lần 300 tập, mà 4 lần như vậy là 1200 tập. Trong khi 1200 tập cũng là một tập. Như vậy mà chịu nghe à. Tên này không sợ nhàm, tên này cũng không sợ người ta chán luôn. Mà tôi chỉ muốn là một đời của tôi niệm câu Phật hiệu này không thay đổi à. Muốn một đời niệm câu Phật hiệu này, nên nhắc người để nhắc mình, nhắc người để nhắc mình hoài luôn. Để cả đời này niệm câu Phật hiệu này gì? Cái lợi ích của niệm câu Phật hiệu này lớn quá. Những đức nói với vị nghe chứ, ai mà gặp câu Phật hiệu này mà chịu tin mà chịu niệm, thay đổi cuộc đời hết. Thay đổi số phận, thay đổi luôn nghiệp duyên,
thay đổi luôn. Số mạng không có phước, không có duyên, thay đổi luôn, thay đổi hết hoàn toàn. Cuộc đời những đức niệm Phật nè, nuôi người già nè, thay đổi cái số phận cuộc đời luôn. 100% thay đổi số phận của cuộc đời. Quý vị tin rằng một con người ở ngoài đời không làm ra trò chống gì để mà dư tiền. Như vậy mà vô ngôi Tam Bảo muốn bao nhiêu là có bao nhiêu. Tin không? Những đức tin 100% luôn. Lấy những đức không biết hả? Những đức muốn lo thì các cụ bao nhiêu sẽ có tiền bao nhiêu. Xây chùa cần bao nhiêu sẽ tự người ta cúng bao nhiêu. Tin không? Quý vị coi ấy, hơn 700 người xây chùa hai bên. Quý vị biết một tháng chùa mình phải sử dụng bao nhiêu tiền chưa? Không tưởng tượng được, ngoài sức tưởng tượng luôn. Chỉ làm cái gì trong chùa? Chùa không có đi cúng kiến gì, không có đi tụng kinh đám ma gì. Chùa chỉ một ngày niệm Phật 4 thờ, và ngày nào cũng giảng trên mạng, một ngày mấy ngàn người nghe. Chỉ có một câu ai là Phật niệm đến cùng, khuyên người niệm Phật hoài, cứ như vậy thôi. Vậy mà trong chùa hưng thịnh, việc gì cũng thù thắng đặc biệt, và đụng bất cứ sự cố gì cũng đều tự nhiên nó qua hết trơn. Quý vị coi, nếu như những đức mà không có lòng tin với Phật Pháp á, thì bao nhiêu lần những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, cái sự khảo đảo thì biết cỡ nào chưa? Những đức kể cho quý vị nghe bao nhiêu lần. Trời ơi, có lần mà những đức mà chuẩn bị ra lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà bên kia những đức nằm sốt á, mấy năm về trước á, nó sốt mà nó chùm mền lại luôn, mà tới giờ ra hướng dẫn. Vậy mà tới giờ 6 giờ là những đức bước ra, những đức đắp y, những đức đi ra, những đức lên, những đức giảng 1.5 tiếng đồng hồ, lúc đó còn giảng 1.5 tiếng á. Giảng 1.5 tiếng đồng hồ, lại thêm 3 tiếng nữa. Sức mồi hột hết trơn. Còn một lần ghê nhất là vừa phát tâm lễ 1.000 lại hai bên đạo tràng. 1.000 lại là cái lần đó quý vị biết bị gì chưa? Tự nhiên xương sống bị đau. Đau xương sống không tưởng tượng được, mà đến cái mức mà lạ thay, đau y gan là nó bị thặng vậy đó quý vị. Coi cho lễ Phật xuống có được trước đó một tuần lễ thì biết sao? Lễ toàn bộ là nhủi đầu và đưa cái mông lên trời không, mà nó đau không tưởng tượng, nó đau trọ, nó đau kinh lắm kìa. Mà đến mức mà những đức nói, mày muốn đau đúng không? Được rồi, được rồi. Một cái tay vừa lễ xuống, một cái tay vịn ngay cái mông nhắn xuống, đau đi cho mày đau, đau đi con. Bây giờ mày không đau, mai mốt sao mày lễ 500 danh hiệu? Những đức khi mà đọc đến những công đoạn mà ngày xưa mà người ta khi luyện binh đó quý vị, mà cái người mà quyến luyện viên luyện binh người ta nói một câu gì nè: bây giờ không đổ mồ hôi thì mai mốt đổ máu. Thì đức nghe câu này, những đức nói câu này hay, câu này áp dụng vô Phật Pháp được nè. Đời này không chịu khó chịu cực tu thì đời này đi xuống địa ngục. Phù hợp vào cái câu Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói trong kinh Vô Lượng Thọ: này các con hãy chịu khó chịu cực một đời ngắn ngủi này, chịu khổ mà tu đi, chân thật mà niệm Phật đi, khi cuối cuộc đời Phật ấy đã rước về cực lạc thì chấm dứt sự khổ đau. Ba câu này đều là một nguyên lý phù hợp luôn. Ngày xưa người ta sợ ra chiến trận đổ máu thì phải căng cực khổ mà rèn luyện chính mình, cực khổ vô cùng khi rèn ra được một đội binh. Nên người trưởng mà quyến luyện cái đội binh này nói một câu: nếu bây giờ các anh em không chịu đổ mồ hôi chịu cực thì mai mốt mấy anh em sẽ đổ máu. Bây giờ đổ mồ hôi đi. Nó nên mọi gì thì quý vị sẽ sống và tu hành an lạc lắm. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.